Chào cả nhà, hôm nay mình sẽ nấu món bún riêu cua đồng, ăn rất là ngon và tròn vị. Nước dùng thì vô cùng đậm đà, cách nấu cũng khá là đơn giản. Nếu các bạn yêu thích món bún riêu cua đồng này thì hãy vào bếp và theo dõi cách làm của mình ngày hôm nay nha. Để nấu món bún riêu cua đồng thì ở đây mình chuẩn bị rất là nhiều nguyên liệu. Đầu tiên là 1 kg cua đồng. Cua này khi mua ở ngoài chợ người ta đã rửa rất là sạch và người ta đã xay sẵn cho mình luôn rồi. 1 ít gạch cua, 2 lạng thịt xay, đậu hũ, cà chua, trứng gà, hành tím, dầu màu điều. Và ở đây mình có sử dụng thêm 1 chén ruốc khô. Đây là mình học theo cái cách nấu bún riêu của cái chị gần nhà đó các bạn. Mình cho ruốc khô vào cái nước dùng của mình, nó sẽ thơm ngon và nó đậm đà hơn rất là nhiều. Ngoài những cái nguyên liệu trên thì ở đây mình có sử dụng thêm bún tươi, chả lụa, rau để mình ăn với bún riêu cua. Thì ở đây gồm có giá, rau chuối, rau muống bào, 1 ít lá kinh giới, ớt, chanh, đầu hành và 1 ít hành lá cắt nhỏ. Bây giờ thì mình sẽ đi lọc cua. Đầu tiên mình cho 1 muỗng muối vào cái tô cua xay của mình. Mình trộn đều lên. Sau đó thì mình đổ nước vào và mình lọc cua từ từ. Cái tô của mình nó hơi bé nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đổ ra một cái nồi to hơn một xíu để mình làm nó dễ hơn. Mình cứ quậy đều cua như thế này. Sau đó thì mình đổ qua một cái rây. Và mình cứ tiếp tục mình đổ nước vào, mình lọc qua lọc lại như vậy tầm khoảng 4 đến 5 lần là được nha các bạn. Sau khi lọc cua xong thì mình sẽ cho lên bếp và mình nấu với một cái lửa vừa phải. Và thỉnh thoảng mình dùng đũa mình khuấy nhẹ lên như thế này để cho cua của mình nó nổi những cái vần lên trên. Khi mà những cái vần cua của mình nó bắt đầu nó nổi lên phía trên rồi thì mình sẽ giảm lửa lại để cho tránh cái vần cua của mình nó bị bể cũng như bị nát. Và khi những cái vần cua nó nổi lên rất là nhiều thì bây giờ mình sẽ dùng một cái rây mình vớt cái những cái vần cua này, mình bỏ ra một cái tô. Và mình cũng chỉ vớt khoảng 2/3 cái lượng vần cua này thôi nha các bạn. Mình để lại 1/3 để cái nước dùng của mình nó sẽ ngon hơn. Khi đã có phần cua rồi thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình làm riêu ha. Mình cho toàn bộ cái lượng thịt xay vào trong một cái tô riêu. Mình nêm vào đây 1 ít muối, 1 ít hạt nêm, 1 ít bột ngọt, 1 ít tiêu và 1 ít đường. Và mình cho thêm vào 1 ít hành tím băm nhuyễn và 1 quả trứng gà. Trứng gà ở đây mình chuẩn bị 2 quả. Nhưng mà mình thấy nó hơi nhiều nên là mình chỉ đập 1 quả vào thôi nha các bạn. Mình trộn đều lên. Sau đó thì mình dùng muỗng mình ấn chặt ở cái phía trên cái mặt riêu như vậy. Và mình mang đi mình hấp tầm khoảng 15 phút.
Cà chua thì ở đây mình sẽ sử dụng 5 quả. Mình bỏ cuống và mình cắt ra làm tư như vậy. Tiếp theo thì mình sẽ cho lên bếp một cái chảo, mình cho vào đây một ít dầu và mình phi thơm hành lên. Khi hành đã vàng và thơm thì mình sẽ cho hết cái phần gạch cua vào mình xào trước. Tiếp đến thì mình sẽ cho khoảng một nửa cái lượng cà chua lúc nãy đã cắt vào. Mình đảo đều lên. Và mình nêm vào đây khoảng nửa thìa muối, một ít hạt nêm và một ít bột ngọt. Mình xào đến khi cà chua của mình nó bắt đầu mềm thì mình sẽ cho khoảng vô đây khoảng một muỗng canh dầu màu điều. Về cái phần rút khô thì mình sẽ ngâm nước, sau đó mình giã thật là nhuyễn và mình cho vào cái nồi nước dùng của mình. Mình đun sôi lên và nếu mà có bọt thì mình dùng muỗng mình hớt bọt đi nha các bạn. Khi nồi nước dùng của mình đã sôi trở lại thì mình sẽ cho hết cái phần cà chua và gạch cua đã xào này vào để tạo màu cũng như là cái hương vị riêng cho cái nồi nước dùng của mình. Nếu có bọt thì mình dùng muỗng mình hớt hết cái bọt phía trên này đi nha các bạn. Và mình nêm thêm vào đây một khoảng một thìa canh hạt nêm, nửa thìa bột ngọt, một thìa đường và khoảng 2 thìa nước mắm. Khi cái nồi nước dùng của mình nó đậm đà và nó đúng theo cái khẩu vị của nhà mình thì mình sẽ cho đậu hũ vào, mình đun thêm tầm khoảng 2 phút nữa. Như vậy là cái nồi nước dùng của mình nó đã hoàn thành rồi đó các bạn. Các bạn nhìn cái tô riêu của mình khi mà hấp lên thì nó đông sánh lại, nó không bị rời ra. Như vậy là cái riêu cua của mình nó rất là thành công ha. Bây giờ thì mình sẽ xếp bún ra tô và mình cho lên đây 1-2 miếng riêu. Mình cho thêm vào đây một ít hành lá. Và mình xếp thêm một vài lát cà chua. Sau đó thì mình sẽ chan cái nước dùng lên. Cuối cùng thì mình cho thêm vào đây một vài lát chả. Như vậy là mình đã hoàn thành xong cái tô bún riêu cua rồi nè các bạn. Rất là thơm ngon và tròn vị. Nước dùng thì vô cùng là đậm đà. Và trong cái tô bún riêu của mình nó rất là đầy đủ, như là riêu cua, đậu hũ, chả, cà chua. Rất là ngon. Nấu cái bún riêu cua này thực ra là nó nhiều công đoạn thôi, nhưng mà các bước của nó cũng rất là đơn giản. Vào những dịp cuối tuần thì các bạn hãy nấu để gia đình mình cùng thưởng thức nhé. Video của mình đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Nếu các bạn thấy hay thì hãy cho mình một like và một đăng ký để ủng hộ tinh thần nhé.